Số 9. Sau đây là bạn tự nhiên kiểm tra bài cũ. Số 7. Số 1. Số 0. Số 2. Số 6. Dấu lăn, dấu 2. Chữ đờm. Chữ nào con không biết con để đây. Con không biết đúng không? Để tí mẹ số dạy. 5. Số 3. Số 4. Số 5. Đánh giấm à? Phải đâu, đấy là tiếng giường của con. Mẹ Yến nói thế là con xấu hổ. Ừ. Con chữ nào con không biết con để đây. Đúng rồi. Chữ sầm. Và chữ ca u mơ không phải chữ gì con không biết con để đây, tí mẹ dạy. Chữ nào con không biết con để sang một bên này nhá. Xem lại chữ gì. R. Con phát âm lưỡi con chữ gì? R. L L L. Không phải là L. L L L. R. 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 L L. R. 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 I. Dấu ngã. Ngã. Dấu ngã. Ngã. Ngã chứ. Không phải ngã. Chữ gì? Chữ K. Ồ, thì vừa con cũng đọc một chữ K một lần rồi. Hai chữ K đấy. Đào, từ từ nha. Chữ tìm, K. Bố tìm chữ K vừa nãy con đọc xem nào. Nó là chữ gì? Con nhìn lại xem nó là chữ gì. Đây, đây. Cái nào là chữ K? Đâu? Này, này. Một thôi. Đây là chữ gì? Đây là chữ S. Chữ K. Chưa biết chữ S đúng không? Để chữ S đấy nhá. Chưa học đâu đúng không? Học chưa? Cô giáo dạy chữ này chưa? Chưa, để đây tí mẹ dạy. Rồi, chữ gì đây? Chữ cam. Rồi. Chữ... Cô giáo dạy chưa? Không. Chưa dạy à? Chữ gì nhỉ? Chữ tập. Đúng rồi, đọc to lên. Chữ tập. Đúng rồi, đây. Chữ u. Chữ quá. U. Ừ. Bây giờ cũng có này rồi. Có rồi đúng không? Nhớ xem chữ gì nhỉ? Không biết, để sang đây, tí mẹ dạy. Chữ này không chữ để sang. A. Là B đây này. B đấy. Chữ Y. Chính xác. M. 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 Chưa biết để sang. Chưa biết để sang đây. Y là cái bi, là viên bi. Dấu truyền, dấu sắc. Dấu huyền. Dấu huyền, dấu đâu, sắc. Dấu huyền là dấu nào? Dấu huyền. Đúng rồi, có phải chỉ. Dấu sắc. Đúng rồi. Ô. Cơm. Á. Xem lại. A. Đúng rồi. Lê. Chữ gì? Chữ lê. Chữ là lê. Chữ L. Để sang đây. Chưa thuộc để sang đây. Chữ E. Chính xác. Để xuống. Mẹ xem nào. Wow, thuộc được nhiều phết rồi. Thế để xem còn mấy chữ chưa thuộc nào. Ngồi quay sang bên này. Nào, ngồi hẳn hoa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn 8 chữ chưa thuộc luôn. Đọc nào. Chữ H. Chữ H. Chữ H. Chữ H. Chữ H là bông hoa này, nhớ chưa? Rồi. Đây là chữ N. Chữ N. 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 Đây là gì? Là gì nhỉ?
M. 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 N. N. Đây là chữ gì? Trời. L. 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 Cô giáo, cô giáo không có này, cô giáo không có này. Đúng rồi, cô giáo dạy mà cô giáo không? Giáo không có này. Đúng rồi, đây là chữ gì? Cô giáo không có này. Đây là chữ gì? Chữ S. Xe đạp. Sờ e xe. Sờ. Đây là chữ gì? Chữ G. Con gà. Chữ G. Đây là P. Đây là chữ G. Chữ G đúng không? Con thêm một cái dấu vào đây nữa là thành chữ D ấy. Đâu chữ D đâu đúng không? Chữ gì đây? Vừa dậy xong. Chữ H. Chữ N. N. Chữ M. M. Chữ L. L. Chữ S. S. Chữ G. G. Nhìn vào đây. Chữ G. Chữ P. Chữ P. Chữ G. Chữ G. Rồi bây giờ mẹ đố nhá, mẹ đọc chữ nào thì con lấy chữ đấy cho mẹ nhá. À, thiện nhân tìm cho mẹ chữ L. 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 Tìm nhanh. 3. 2. Bố ơi đúng chưa? Chưa đúng rồi, đấy là sai chữ rồi. H. Rồi. Đây là chữ H, chữ L đây. L là quả lê, L ấy lê. Đây là chữ L đây, đúng rồi. Bây giờ thiện nhân tìm cho mẹ chữ chữ S nào. Chữ S. Nhìn nhìn tí vào. Chữ S. S đâu nhỉ? S đâu nhỉ? Chính xác. Con tìm cho mẹ chữ N nào. Trong tầng quần áo khô. N. N. Có quần nhỉ? Đây, chữ N mà. Chữ N. Đây. Chính xác. Con tìm cho mẹ chữ chữ G nào. G. G. Chính xác. Tìm cho mẹ chữ H. 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 Chữ H. Không phải rồi. Không phải rồi. Đấy là chữ M. Chọn hết được phần đâu nữa. Tìm cho mẹ chữ P. 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 Chính xác. Tìm cho mẹ chữ M nào. M. 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 Đúng rồi. Còn chữ cuối cùng kia là chữ gì? Chữ Chữ G.